Chính đang 26 xin kính chào quý vị. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau sau 5 ngày như tôi đã hứa với quý vị. Thưa quý vị, trong cái chương trình hôm trước thì tôi có nói cái câu chuyện về các tổ chức phản động mọc lên khá nhiều ở hải ngoại. Nó là một cái nghề chống cộng, cái nghề để kiếm tiền sống trên đất Mỹ. Và một số nước khác đó, thưa quý vị, cũng như thế. Họ kiếm bằng những cái đồng tiền thu góp từ các cái gia đình kiều bào, rồi là từ các cái tiệm neo, các cái quán phở, quán bún, các cái cửa hàng, thậm chí là các cửa hàng nhỏ lẻ. Khi mà các cái tổ chức phản động này mọc lên khá nhiều đó, thì thưa quý vị, cái địa bàn quyên góp đương nhiên là nó sẽ thu hẹp lại thôi. Cái nguồn thu sẽ bị giảm sút, cho nên là chúng tìm mọi cách để duy trì, để bổ sung cái nguồn thu. Thế là có một số bình luận bảo tôi rằng, tôi nói như vậy là không có cơ sở. Tôi nói láo, bình luận thiếu não. Và bằng những ngôn từ mà phải nói là rất thiếu văn hóa. Bây giờ trong cái chương trình ngày hôm nay thì tôi xin chứng minh bằng những cái thông tin, mà những cái thông tin này đã được an ninh Việt Nam và trên các cái diễn đàn chống diễn biến hòa bình công khai từ lâu rồi, để quý vị thấy tôi nói có cơ sở hay không. Cái thưa quý vị, ngoài cái tổ chức khủng bố Việt Tân đó, thì ở Mỹ và một số các cái nước khác còn có những nhóm khủng bố khác, khủng bố và phản động khác. Mà trong đó thì đáng chú ý, cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm Chính phủ Việt Nam Tự Do. Cái nhóm này do Nguyễn Hữu Chánh lập ra từ năm 1995 và tự xưng là thủ tướng. Người này nói rằng mình là quan trung tái thế. Cái nhóm này thì đã từng tuyển mộ người Việt sống tại Campuchia rồi đưa sang Thái Lan huấn luyện, rồi đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, rồi ở Thái Lan, Philippines, rồi cho cái đám ô hợp này đó xâm nhập về Việt Nam, rải truyền đơn, lên kế hoạch để sử dụng thuốc nổ, phá hoại một số các cái điểm vui chơi công cộng tại các cái thành phố lớn trong cả nước. Nhưng chúng chưa kịp làm, mới mon men về tới là cái biên giới thì đã bị công an Việt Nam dập bắt từ trong trường nước. Thưa quý vị, cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Cái nhóm này thì do Nguyễn Thế Quang thành lập và tự xưng là Tổng thống. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Đào Minh Quân tự xưng là Thủ tướng, rồi tự xưng là Tổng thống. Hắn ta nghêu ngao rằng mình là hiện thân của lời giải sấm Trạng Trình cách đây khoảng 3 hay là 4 năm gì đó. Thưa quý vị, cái tên này đó, thấy gọi tổng thống nhưng mà là không đã lắm, không sướng lắm, không oai lắm. Cho nên hắn ta mới tự xưng mình là Hoàng đế Đào Minh Quân, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái tên, thưa quý vị, mắc cái bệnh là cái bệnh gì ạ? Bệnh ngáo quyền lực rất là nặng. Cái tổ chức này cũng đã bị nhà nước ta đưa vào cái danh sách là gì? Danh sách là tổ chức khủng bố như Việt Tân. Đó là nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư là gì? Nhóm thứ tư là cái nhóm Triều Đại Việt, do cái tên Ngô Văn Hoàng Hùng tự xưng là Tổng Tư lệnh, là hậu duệ đời thứ sáu của vua Quang Trung. Nhóm này thì cũng bị nhà nước ta đưa vào cái danh sách là tổ chức khủng bố đó. Rồi cái nhóm thứ năm là gì? Nhóm thứ năm là cái tổ chức khôi hài có cái tên dài nhất thế giới. Tên chính phủ, thưa quý vị, dài nhất thế giới. Đó là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Toàn dân Tự quyết Hậu Cộng sản. Tên rất dài. Mà cái điều đặc biệt tham gia của cái nhóm phản động này đó thì
thì chỉ có vài chục cái thành viên, vài chục thành viên già rồi. Thưa quý vị, họ đưa hình ảnh lên trên nền tảng YouTube á, thì những cái con người mà răng đi hàm ở lại, lợi hàm ở lại, răng thì gần rụng hết rồi, chỉ còn lợi với hàm thôi, miệng thì móm mém, da thì nhăn nheo, ăn nói thì thều thào, tay chân thì không lạnh mà run. Thưa quý vị, tôi chỉ thống kê sơ bộ một số nhóm hề như thế thôi. Chứ ở Mỹ hay là một vài nước khác á, thì những cái nhóm người như thế này thì cũng không ít. Và nó diễn ra cũng từ lâu rồi, thưa quý vị. Họ tự lập ra nhóm, có nhóm thì vài trăm người, có nhóm thì năm bảy chục người, cũng có nhóm thì lèo tèo vài mươi người thôi, mà chủ yếu là ông già bà lão. Chứ cái lớp trẻ đó ở Mỹ hay là ở các nước tiên tiến đó thì người ta lo đi làm, lo kiếm tiền. Ở Mỹ hay các nước tiên tiến đều như thế cả, thưa quý vị, ai cũng phải làm, tay có làm thì hàm mới nhai, chứ không có cái chuyện là ai nuôi ai. Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi, thất nghiệp, ngáo quyền lực, ảo tưởng thì nghĩ ra cái chuyện lập nhóm. Lập xong rồi tự cử người làm tổng thống hoặc là thủ tướng, hoặc là tự xưng hoàng đế như cái kiểu của Đào Minh Quân. Chúng coi đây là một cái nghề, cái nghề trắng cộng, cái nghề đốn mạc nhất trong các cái nghề đốn mạc. Và những cái kẻ hành nghề là những kẻ đốn mạc nhất trong những kẻ đốn mạc. Những cái nhóm người này nó phân chia địa bàn để thu góp tiền. Ai mà không góp cho chúng thì chúng đe dọa, gây khó khăn trong cái chuyện làm ăn, giống như cái hình thức bảo kê bắt buộc của các cái nhóm xã hội đen. Thưa quý vị, cái miếng bánh thì chỉ có từng đó thôi. Ít tổ chức băng nhóm thì gom được nhiều tiền, nhiều băng nhóm thì gom được ít tiền. Hơn nữa đó, bây giờ cái thời đại 4.0 rồi, cho nên là gì ạ? Cho nên là kiều bào ta ở nước ngoài đó quá biết về tình hình kinh tế và cái sự phát triển của đất nước, cho nên cái nhóm này nó không còn xuyên tạc được nữa. Không xuyên tạc được nữa thì không lừa kiều bào ta được nữa. Mặt khác thì Việt Nam chúng ta bây giờ là đối tác toàn diện và chiến lược, và đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước trên thế giới này, trong đó có Hoa Kỳ. Nhiều kiều bào ta đó phần lớn thì đều hướng về quê hương đất nước, cho nên là cái việc mà thu góp tiền ở bên hải ngoại đó nó không dễ nữa, nó khó khăn, cho nên là cái nguồn thu nó giảm sút trầm trọng. Bởi vậy mà cái chuyện là chúng liều mình về Việt Nam tạo lập địa bàn gom góp tiền là cái chuyện bình thường, nó không gì lạ cả. Kính thưa quý vị, vậy mà một số bình luận phản biện cái chuyện về cái người đàn bà Việt Tân đó, thì họ họ nói rằng tôi là thiếu não, Việt Tân không giải gì tự đưa mình vào rọ. Người bình luận này, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là chắc chưa nghe cái câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Được thì ăn cả hai ngã về không, được thì chúng câu được con cá lớn, nhất cử lưỡng tiện, lấy mỡ nó ráng nó, như tôi đã nói trong các cái chương trình trước, quá xá tiện lợi, có đúng không ạ? Còn nếu như mà không được thì chúng cũng chẳng mất gì, mà nếu có mất thì cũng chỉ mất có một người thôi. Bà Hằng tố giác mà không ghi âm á, không chứng, không cứ thì cứ chối phăng là xong. Còn nếu có ghi âm thì cứ nói là do thế này, do thế kia, thậm chí là nói do bệnh tâm thần, có ngàn cái cách để lý do để mà nói, để cãi. Nhưng mà đâu có dễ như vậy.
Nói như vậy là xem thường kỹ năng điều tra của an ninh Việt Nam à? Đâu có dễ qua mặt được. Kính thưa quý vị, nhìn theo hướng tích cực một chút đó, nếu suy luận của tôi là đúng thì mừng nhiều lo ít. Vì sao mừng ạ? Vì điều đó chứng tỏ rằng bà con hải ngoại, nhất là ở Mỹ, đã nhìn thấy, đã hiểu rõ, đã nhận thức tốt hơn về đất nước, về quê hương của mình. Họ nhận diện ra những cái chiêu trò xuyên tạc, lừa bịp. Cho nên là gì ạ? Cho nên là họ không còn góp tiền cho cái bọn hành nghề chống phá đất nước nữa. Kiều bào mà không góp tiền thì chúng lấy tiền đâu mà mua thuốc nổ, rồi tổ chức gây nổ, tạo tiếng vang. Nhờ thế mà cái đời sống xã hội ở trong nước sẽ an ninh, sẽ an toàn. Thưa quý vị, tất nhiên nếu không làm được cái chuyện đó thì chúng sẽ chống phá bằng những hình thức khác nữa. Đó là tôi nói ví dụ như là chúng co cụm trên một số kênh truyền thông để mà tuyên truyền, để mà chống phá, đánh phá vấn đề tư tưởng. Nhưng mà chắc chắn rằng các kênh truyền thông đó cũng sẽ sớm tàn lụi nếu cứ ra rả ngày nào cũng chửi, cũng chống cộng. Ai mà thèm nghe nữa ạ? Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều kênh YouTube của kiều bào ta ở Mỹ và một số các nước khác đó, thì phản ảnh hết sức là chân thực cái cuộc sống của kiều bào ta ở nơi đất khách quê người. Người dân trong nước thì cũng đã quá hiểu cái cuộc sống của kiều bào ta, và cũng đã có những cái đồng cảm, đã có những cái chia sẻ. Nhận thức của người dân trong nước và kiều bào ta đó bây giờ đã khác rất xa so với cái thời cách đây vài chục năm. Bởi vậy các nhóm này đành phải liều lĩnh về nơi nguy hiểm nhất, với cái suy nghĩ mà tôi đã nói ở trên, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng đâu dễ như chúng nghĩ hả? Đâu có dễ bắt được các con cá lớn như Đại Nam. Như vậy là cái sự suy luận của tôi không phải là suy luận không có cơ sở. Mà cái này thì thưa quý vị, thì báo chí rồi là trên các cái diễn đàn chống diễn biến hòa bình, hoặc là trong các cái chương trình, trong các clip an ninh TV, thì thuộc việc đã nói rất là nhiều rồi. Có một số bình luận khịa tôi rằng đó, ông nói bà Hằng không bịa chuyện, không dàn dựng người phụ nữ Việt Tân, cái chuyện bà Hằng nói là đúng đó, thì bây giờ ông nói gì đây? Ông nói gì đây? Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tôi hiểu rằng cái ý của người hỏi các câu hỏi này đó là hiện nay cái thông tin ở trên mạng, trên các nền tảng mạng xã hội, trên các cái kênh YouTube thì nói rằng bà này tên gì đó, ở đâu đó và bà nói như thế. Như vậy là coi như là bà nói rằng bà không phải là Việt Tân. Đại khái như vậy. Thì hoặc là coi như là cũng có ý nói rằng là bà này bị bệnh cái về mặt tâm lý không không ổn, hay là bị bệnh thần kinh gì đó. Như vậy thì bây giờ ông trả lời như thế nào? Thưa quý vị, tôi sẽ phúc đáp các câu hỏi thiếu thiện chí này trong cái chương trình hôm sau. Còn bây giờ thì cái chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.